xác định các vị trí cọc, vị trí cột, vị trí móng và định vị. Dùng để định vị móng ra ngoài thi công. Thế thì muốn định vị thì nó sẽ định vị bằng cách nào? Thông qua các trục tọa độ. Thông qua trục tọa độ, như vậy có sẽ phải có cái khoảng cách đi như các thứ ở đầy đủ thông tin. Và đây chúng ta sẽ phải toàn bộ các móng này các em phải có tên. Tên rằng này. Ở đây là dù xung quanh thì chúng ta phải là bố trí gì? Dầm móng. Dầm móng để đỡ tường. Và ở đây mặc dù chúng ta không phân biệt dầm móng các kích thước khác nhau, nhưng sau này ấy, có thể nó nhịp nó khác nhau thì các em cái dầm móng này các em cũng có kích thước khác nhau. Thế nên là ở đây chúng ta cứ phải có dầm móng là chúng ta ghi tên nó vào. Thì bản thân sau này các em mà sẽ có kích thước khác nhau, mà vụ mờ nhịp đấy đang là 4m, chỗ này mờ 5m thì có thể kích thước này nó khác nhau. Thì là cùng là dạng móng nhưng mà sẽ người ta sẽ ký hiệu là vụ dạng 1, dạng 2 chẳng hạn. Ở đây chúng ta không quan tâm cái đó thì chúng ta cứ để tên cùng một loại. Nhưng mà phải có tên, đúng chưa? Tất cả cái này đều phải có tên. Anh nào chưa có thì tự vẽ vào. Chưa có tên ở đây thì phải tự hết vào. Móng nào thì vẽ vào. Thứ hai là hướng của móng. Hướng của móng đặt như thế này đúng chưa? Dạ đúng rồi, đặt theo cái sức kháng hướng của tòa nhà nó có. Hướng của móng thì nó có hai cái. Ở đây các anh sẽ để ý kỹ thì cái cột người ta đã vẽ cho các anh như này rồi. Hai cái kích thước cột đã khác nhau rồi. Thế mà trong này nếu như bình thường là chúng ta có hai moment thì trong này chỉ cho anh các anh một moment thôi. Đây là M1, đây là M2. Thế thì ở đây người ta cho M1 hay cho M2? Cho M2. Cho M2, chính xác, M2 lớn hơn, moment M2 lớn hơn. Thì trong đầu bài này người ta cho M2 thì chúng ta bố trí theo cái phương này thì moment kháng uốn của chúng ta nó tốt hơn. Nó tốt hơn nó được thể hiện cái gì? Chiều dài. Bản chất của các anh ấy là các anh điều kiện sức chịu tải là P trung bình nhỏ thua bằng P cho phép và P max nhỏ thua bằng 1,2 lần P cho phép, đúng không? Vâng. Khi mà các anh bố trí tốt ấy, thì cái P trung bình với P max này nó sẽ gần nhau, không cách xa nhau quá. Các anh có được lợi cùng một diện tích như thế. Ví dụ nhé, đây là moment nó như thế này, đúng không? Thì chúng ta có hai hướng bố trí như này. Cùng là diện tích, đây là B và L, đây là LB, được chưa? Thế thì P max trong trường hợp này các anh nó sẽ ra cái gì? P max trong đây, P trung bình thì giống nhau đúng không? P trung bình cộng với 6. 6 lần, trường hợp này nó sẽ là gì? Moment nhân với B và L bình. Nhưng ở trường hợp này thì cũng là P max, nó bằng P trung bình cộng với 6 lần moment và B bình L. Thì rõ ràng là thằng này là B bình, đây là L bình, thì thằng nào sẽ bé hơn? Thằng trên này bé hơn. Cùng là diện tích như thế mà thằng P max này bé hơn thì rõ ràng điều kiện này nó rất dễ thỏa mãn, được lợi hơn. Nên chúng ta sẽ phải bố trí, đây là moment người ta cho này và chúng ta phải bố trí hướng móng như thế này. Thì có hai cách để phân biệt, một là phân biệt ở đây cột, các em nhìn thấy là cột người ta đã bố trí như thế sẵn rồi, bản thân cột nó cũng bố trí theo hướng có lợi rồi. Thì cái mặt bằng kết cấu thì sẽ phải có đầy đủ thông tin của tất cả các móng và thông tin của dầm móng, dầm móng. Cứ chỗ nào có là các anh phải điền tên vào. Móng băng là có móng rồi nhé. Bây giờ phải bố trí dầm móng làm sao để cho phù hợp và tiết kiệm nhất. Ở đây các anh có tính đâu mà bảo là tiết kiệm. Chưa tính gì cả nên không thể nói con số tiết kiệm ở đây được. Phông chữ, tôi yêu cầu tất cả các này các anh chỉ có hai loại phông. Tất cả những cái khác thì chúng ta để cùng một size. Cùng một size. Tên bản vẽ để một size khác hết. Không có size. Các loại khác nhau. Nét. Tất cả nét thép thì chúng ta là nét đậm. Còn các còn lại chúng ta để nét mặt. Như của anh này, chỗ này ok. Cái này đủ thông tin ok. Phương án ở đây là thể hiện xem là chiều sâu chôn móng. Chúng ta móng ở đây móng gì, trên nền tự nhiên hay trên nền